Thank you.
phần 2 bài văn phẩm bài 10 đã hết. Các bạn hãy thường xuyên vào nghe đi nghe lại để mình nắm được mẫu văn phạm. Yasashi Nihongo kanji ga totemo suki desu. Và mình hãy cảm nhận mỗi ngày tiếng Nhật thật dễ dàng, và tôi rất yêu tiếng Nhật. Tôi thích kanji.